Vâng, em đã đưa đến các bác một con CD quốc dân, có nghĩa là các bác sẽ hỏi cái từ quốc dân là nghĩa là quốc dân là nhiều người săn lùng và sử dụng á, vì nó rất là hay. Vỡ phân khúc, vỡ phân khúc thì nó gọi là trầm, trầm có nghĩa là sao, nó được lựa chọn nhiều bởi vì tiếng nó dày và hay, trưng bày đẹp và nó có cổng ba lăng nha các bác. Ở phân khúc này thì như những hãng Sony rồi vân vân, Philips rồi hay là gì đó thì không có cổng ba lăng đâu các bác. Máy đẹp keng luôn nha, gọi là long lanh luôn nha các bác. Mạch mèo bằng gold là dòng mà limited sản xuất số lượng. Máy hoạt động hoàn hảo nha bác, khiển và catalog đầy đủ nha. Khiển zin catalog đầy đủ. Con này giá 11 triệu 500 nghìn đã bao gồm phí ship rồi nha các bác. Đây là phía trên thì nó cũng mèo mèo vàng gold luôn nha, đẹp long lanh luôn nha các bác. Điện 100V. Đây là đĩa, em mà để test các bác xem á. Đây là phần mình chỉnh, nếu không có khiển, không có khiển thì thôi, cái này ập lên. Đấy, vậy thôi. Nó sử dụng mắt từ lên tốc độ đều rất là nhanh nha các bác. Đẹp rất là nhanh. Đây là phía sau, thì nó sẽ có trang bị thì là hai cổng, tổng là ba cổng ra, một cổng ba lăng, hai cổng AV này, cái cổng quang này và điện 100V series là 11121 nha. Series 1121, máy rất là mới nha con, máy rất là mới nha. Quán nào lấy thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại phía trên tâm biển nha. Giá bao gồm phí ship là 11 triệu 500 nghìn. Bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt 200 nghìn, còn lại là 11 triệu 300. Em bảo ship toàn quốc, máy đầy đủ phụ kiện, khiển và catalog đầy đủ nha. Long lanh nha các bác. Tất cả nguyên zin, máy chất bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Phía trên là mới keng luôn nha các bác. Đây các bác cùng ngắm này. Cái gửi cho các bác là đầy đủ phụ kiện nha luôn nha. Về các bác chỉ cần cắm điện 100V và mình kết nối xuống amply và chúng ta thưởng thức những bài nhạc từ những bộ đĩa CD mà các bác đã sở hữu. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.